Bảo đề bất sản xin mến chào quý cô chú bình cái khách hàng ha, à, là là Điền đây. À, hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm xã Hòa Hội, huyện si mộc, tỉnh bà rịa vũng tàu anh chị. Nay lại có một cái sản phẩm giá cực kỳ ngợp anh chị ha, giá thơm luôn trời cô chú mình bình. Hiện tại là gia chủ mình đang cần tiền ha, thì bất à, sản mình đang có tổng diện tích là 752 mét, hai mặt tiền đường trước sau anh chị, mặt tiền đường nhựa nè. Nằm trung tâm luôn Thì trước khi review thì Điền sẽ nói sơ Cái vị trí Điền đang đứng đây ha Thì hiện tại hướng trước mắt này đó Mình đi khoảng vài trăm mét thôi Là mình gặp ngay tỉnh Lộ 329 đó chị ha Tỉnh Lộ 329 đó thì Điền cũng có nói Chia sẻ rồi ha Thì đó là đường huyết mạch đó Để mình rẽ phải đó Mình đi ra trung tâm huyện Suy Mộc Cũng như là thị trấn Phước bửu ha Thì khoảng đâu đó mình di chuyển khoảng 7 đến 8 cây số ha Là ra trung tâm thị trấn Cũng như là trung tâm huyện Suy Mộc còn mình đi cái biển gần nhất là biển hồ tràm khoảng đâu đó 15 cây ha đó mình rẽ phải mình đi ra thẳng luôn còn mình rẽ trái đó mình sẽ đi vào hướng hòa hiệp này bình châu này và cũng như là mình đi tới ngay trung tâm xã hòa hội ngay ủy ban này kia chợ này kia đó chị ha cái đường này thì nói chung là đường này mình ra ngay gặp ngay cái trường mầm non hòa hội anh chị ha đặc biệt đúng sản mình là có hai mặt tiền đường trước sau nha mặt tiền đường này và mặt tiền đường đằng sau à đây, còn hướng này thì mình thông thương vào khu dân cư. Đó. ở đây thì đi ra công viên xã hòa hội cũng tương đối là gần anh chị. đi ra đầu đường rẽ tay phải đi chút xíu thôi là gặp ngay công viên rồi. đây chị, nay điện có một cái sản phẩm này giá cực kỳ hời cho của chị mình đầu tư luôn ha. đầu tư nghỉ dưỡng này. Đây. mặt tiền này là mặt tiền đường nhựa ha, à, khu dân cư, ô tô né nhau này, đó đặc biệt là chỗ này là có sử dụng điện và nước máy đầy đủ ha đó có đèn đường dân sinh luôn à. đây chị thì bất sản mà điền muốn giới thiệu đây ha đó, tổng diện tích thì điền cũng có nói hồi nãy đó à tiền sẽ tóm tắt cơ bản xong điền sẽ báo giá luôn ha bất động sản mình thì có diện tích bán theo mặt tiền đường này ha là 11 mét rưỡi Cạnh này sâu vào trong là 69 m7 cho là 70 m đi ha, 70 m. À, cạnh này là 70 m. qua à, bên này ha. Đó, nói chung là dân cư thì nằm sáng sát rồi. Chỗ này thì đất vườn người ta làm trồng cây ăn trái trong nhãn nhiều anh chị. qua à, này ha, qua này là 11 m rưỡi. Cạnh này thì sâu vào trong chỉ có là 63,1 m thôi anh chị ạ. À, cạnh này sẽ ngắn hơn cạnh bên kia ha và cái hậu của mình á mặt tiền đằng sau đó mặt tiền đường hiền hữu nha có trong sổ anh chị nha mặt tiền sau thì còn 10 mét đó vậy ha à, nói chung là hai mặt tiền trước sau thì mình cũng không có tính cái nào là top hậu không có tính nào là nở hậu được à, nói chung là mình muốn nở hậu thì mình tính mặt tiền bên kia còn mà muốn top hậu thì qua bên này 11 mét rưỡi tính mặt tiền bên này à, đường bên kia thì cũng có đường nhựa à, nhưng mà đường nhựa thì làm tới khúc thì tới cái đoạn đó lại bên tông À, nói chung mặt tiền đường đường sau mình là đường bê tông đó, à. cái đường đằng sau đó thì mình đi ra thẳng ra đó thì mình gặp ngay cái trường tiểu học và chị, trường tiểu học. Còn đường này á là đi ra gặp ngay trường Mầm non. À. Nói chung là trung tâm, cái chỗ nào cũng gặp trường đó chị ha. Trường các cấp thì nằm ngoài đầu đường. À, chợ đò ủy ban này kia ra chút xíu là, ha? À, ra chút xíu ra trái lên xíu là gặp ngay ủy ban. Nói chung là À, chỗ này trung tâm rồi tiện ích tiện nghi đầy đủ hiện tại trong đất thì đang à, có những cây điều ha à, có những cây thì cũng là nhiều năm tuổi rồi có những cây thì đang choi choi anh chị ha à. chung là hồi trước gia chủ mình cũng là trồng trọt rồi, rồi thu nông sản thôi nhưng bây giờ lớn tuổi rồi anh chị ha à, không có à, sức để làm nữa bây giờ phải bán lại anh chị à chỗ này thì uh, có nước sạch rồi anh chị nha, nước máy rồi có rồi. Đó. Hiện tại bất sản mình thì đang phủ hồng toàn bộ, à, chưa có thổ cư anh chị ha. Mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái ha. Đó, hiện tại Đức là chưa có thổ cư. À. thì điện cũng sẽ được báo giá không bố sản mình thì đang cần bán là tổng mẫu sản là bán là 1 tỷ 450 triệu ha. Giá này sẽ có thương lượng anh chị nha. À. Cái mặt tiền bên này á, là có hướng a uh, hướng bắc này còn mặt tiền bên này có hướng nam ha nói chung dám cục 500 luôn một cái hướng bắc một cái hướng nam luôn đó. đây điện là lùi phía sau ha đây đã đây là mặt tiền đường phía sau của mình nè đó. hiện tại bốn sạm mình thì ranh móc rõ ràng rồi rào lại hết đó. đây mặt tiền đường phía sau nè, chị thấy này chung mà đường cũng ô tô đường ô tô đi ha đường cũng rộng rãi hả ranh mình đây ha đó. rào hết nè qua này đó cái hộp nước máy của dân sinh này đó. cái mặt tiền bên này thì có 10 mét anh chị à, trước, đây thì đường nhựa mà tới đây xuống đây thì lại đường bê tông này. đây đường này bên đi ra là bên hông trường tiểu học anh chị ha đó. giá ngợp anh chị nha giá cần bán rồi à, từ Sài Gòn mà cô chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó hai tiếng đồng hồ mình có tóc ha tương lai cao tốc biên hòa vũng tàu làm xong nữa thì di chuyển sẽ nhanh hơn như cái tuyến những cái tuyến đường hòa hội làm đó thì có những tuyến là đường 51 b rồi đường 991 đó này kia là làm 51 b là làm xong rồi ha à, thì đi qua đây cũng gần à, còn mà năm chín chín một trên này ha nói chung là sẽ có nhiều tuyến để mình đi thẳng về đây luôn ha không phải vòng về anh chị ạ đó nữa là đi rất là thuận tiện đó. Rồi cô chú nào quan tâm bất sản lại liên hệ điện nha với số điện thoại 0788668834 ha. Thì chỉ là mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng ha. Điện cũng xin được dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú những video clip tương sau. Cô chú chị nhớ nhớ like để ủng hộ điện ha và để được đón xem những video clip mới nhất của đi. Xin chào.